Xin kính chào với cô chú anh chị Sắp Túi Sinh Nhật Cần Thơ. Bên em hôm nay sẽ lên sóng cho mình những cái mẫu quần đùi và cái mẫu quần ngắn ha. Sẽ có những cái mẫu chân váy nữa nha, chân váy quần nha mấy chị. Nếu mà mình mua một cái thì giá nó sẽ như là trên top y như là cái mẫu em báo ha. Còn mà mình mua ba cái sẽ là combo ba cái là đồng giá 150.000 hết. Sẽ gồm có những mẫu quần 60.000 và 90.000. Thì dù mình mua một cái thì giá sẽ là giá gốc, và ba cái dù 90 hay 60 gì đều là 150.000 ha. Dạ rồi, em báo phí ship gần xa cho mình luôn là đồng giá 30.000. Rồi em lên cho mình cái mã quần đầu tiên, một cái mã quần chân váy quần nha các kỳ giùm em. Nó sẽ là màu là nâu nâu xám á mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Chúc mừng các kỳ ha, ở hai bên túi của nó sẽ có thêu hoa cho mình. Em báo luôn mẫu này nó bị vỡ cái nút, em quay lại khách xem. Dạ đây nó bị vỡ một cái nút rồi á, nói chung về mình sửa lại, mình thay lại một cái nút là tầm khoảng vài ngàn nha mấy chị. Một bốn ba sáu, 60.000. một cái sẽ là giá từ 60 đến 90.000 ha. Nếu mà mình mua ba cái em tính cho mình chẳng đồng giá luôn là 150, 150.000 ba cái nha mấy chị. Chung combo ba cái rất là rẻ luôn ha, em vừa bán vừa tặng nha. Dạ rồi, ba cho em một cái mã chân váy lót quần nha, chân váy dạng tầng nha mấy chị ơi. Ở đằng sau của nó sẽ có lưng thun ha, có độ co giãn thoải mái. Phong quần này rộng rãi, phong này thì em nghĩ là chắc vừa cho mấy chị nào tầm khoảng 70 75 kg sẽ vừa giùm em ha. Eo 90 đến 100. Mã sau lưng em. Mã 1457 60.000. Dạ rồi, lên tiếp cho mình là một cái mã chân váy ôm, chất liệu là jean nha mấy chị, rất là đẹp luôn ha. Và chân váy này lưng của nó không có độ co giãn nha, mọi người lưu ý giùm em. Đây là chân váy không nút, nó chỉ có dây kéo phía trên thôi, nhưng mà mấy chị yên tâm, trên dây kéo của nó rất là chắc chắn luôn, không có bị tuột ha mấy chị. Eo 70, 72. Mã ngoài. Mã 1461 60.000. Đa số các mẫu quần chân váy bên em nó đều là có lót hai lớp nên là mọi người yên tâm. Chân váy thì nó sẽ có quần bên trong nha, mọi người yên tâm giùm em. Rồi qua cho một cái mã chân váy có lót quần caro nâu giùm em nha mấy chị ơi. Lưng của nó vẫn là lưng vải, không có độ co giãn nha mấy chị. Dây kéo bên hông giùm em ha. Cái mã này là mã quần giả váy ấy, mấy chị ơi. Mặt trước của nó sẽ có một cái lớp như là váy, mặt sau là dạng quần giùm em nha. Eo 70, 72. Mã 1437 60.000. Mình mua ba cái, dụ ba cái 60, đây là giá 180, mà em tính cho mình 150 ha. Phí ship gần xa đồng giá là 30.000 giùm em. Rồi qua tiếp cho mình một cái mã quần thổ cẩm nha mấy chị ơi. Quần này thì vẫn có lót hai lớp giùm em. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Lưng của nó là lưng thun. Phải lưng thun hay lưng vải? Lưng nó là lưng thun, có độ co giãn thoải mái giùm em nha mấy chị ơi. Bận cái mã quần này rất là mát luôn ha. Mã 1455 60.000. Em sẽ đo những mẫu quần không có thun nha mấy chị ơi, còn mà lưng thun thì bọn cực kỳ thoải mái rồi, nói chung là dễ vừa giùm em ha. Rồi qua cho một cái mã chân váy mã quần ống rộng á, mà dạng quần ngắn á mấy chị ơi, bọn rất là đẹp luôn. Phía sau luôn của nó toàn bộ là thun hết nên là mấy chị yên tâm, có độ co giãn thoải mái cho mình ha. Cái màu nét hoa nó cũng rất là đẹp nha mấy chị. Mã 1454 60.000. Dạ đây tiếp tục một cái mã quần màu nâu bò nha mấy chị ơi. Đây là dạng mã quần ống rộng ha. Nói chung mình mặc lên á, mấy cái quần này thì nhìn như váy vậy đó mấy chị, vẫn có lót hai lớp giùm em. Thì mã này thì nó sẽ không có lưng thun, nó không có độ co giãn, và dây kéo thì bên hông giùm em nha. Mã này thì có túi luôn nha mấy chị. Eo 74 đến 76. Mã 1446 60.000. Dạ rồi, tiếp cho em một cái mã quần váy ha mấy chị ơi. Mã này thì cái quần váy của nó sẽ hơi ngắn chút xíu, mình lưu ý nha. Lưng của nó là lưng thun. Mã này một hồi em sẽ đo cho mấy chị luôn, tại vì cái form quần em thấy nó nhỏ ha mấy chị. Vẫn là có lót hai lớp giùm em nha. Eo 66 70. Mã 1451 60.000. Dạ đây tiếp tục một cái mã quần đen thổ cẩm giùm em nha. Đây là quần ống rộng có lót hai lớp nha mấy chị ơi. Cái này thì nó sẽ có hai túi hai bên, lưng của nó là lưng thun, có độ co giãn cực kỳ thoải mái cho mình luôn nha. Mã 1442 60.000. Dạ rồi, một cái mã quần mà xếp ly ha mấy chị. Quần này là quần hai tầng, nó vẫn
dạng như là nó có lót bên trong cho mình luôn á. Mình bận một vải này rất là đẹp, nó như là vải von vậy đó mấy chị ha. Lưng nó là lưng thun nha. Mã 1460, 60 ngàn. Dạ rồi, tiếp tục chọn cái mã quần màu vàng nghệ này mấy chị ơi. Đây là dạng quần váy quần ha mấy chị ha. Lần sau lưng của mã này thì nó có thun giùm em, nhưng mà thun nó ngắn mà họ em sẽ đo cho mình luôn nha. Dây kéo phía sau giùm em nha mấy chị. Eo 62 đến 70, mã 1409, 90 ngàn. À, dù 90 ngàn hay 60 ngàn thì mấy chị mua 3 cái vẫn tính cho mình luôn là 150 nha mấy chị. Rồi qua một cái mã quần váy mấy chị ơi, chất liệu này là vải thun cô tông. Nói chung là nó không có độ co giãn nhiều vải như vải kate vậy đó mấy chị ơi, vải ton đồ á. Nói chung là mặc lên nó không có độ co giãn nhiều nhưng mà cái phần quần nó ngắn nha, mọi người lưu ý giùm em ha. Eo 62-70, mã 1445, 60 ngàn. Dạ tiếp tục cho em là một cái mã quần màu này là màu nâu nhạt ha mấy chị ha. Cái này là dạng quần ống rộng. Cuối của nó là nó có cho mình là viền viền ren, viền thêu hoa nên là rất là đẹp giùm em nha. Eo 72-74, mã 95-94, 60 ngàn. Dạ rồi, một cái mã quần mã chân váy quần nha mấy chị ơi. Mã này là caro, caro đỏ hồng ha. Mã này thì em có tới tận là ba cái lận, nó sẽ có ba cái size khác nhau, từ giống như size S, M, L vậy đó. Thì size này là một hồi mã mẫu bên em sẽ đo cho mình nha. Eo 60-62, mã 1456, 60 ngàn. Lấy cái y chang vậy luôn em, là khác size đó. Dạ rồi, lên cho em một cái mã quần chấm bi nha mấy chị ơi. Quần ống rộng ha, dạng quần ngắn á. Cái này thì nó có túi cho mình và lót hai lớp giùm em đàng hoàng. Vải của nó là chất liệu vải von nên là bận rất là mát luôn. Lưng của nó là lưng thun, có độ co giãn thoải mái nha mấy chị. Mã 1439, 60 ngàn. Dạ đây một cái mã quần ngắn xếp ly với mấy chị ơi. Quần này thì nó có viền ren rất là đẹp luôn ha, vẫn là lót hai lớp giùm em, vừa có lưng thun mà vừa có dây rút luôn. Dạng quần xếp ly vải von rất là đẹp ha mấy chị. Mã 1444, 60 ngàn. Dạ rồi, thêm một cái mã quần chất denim nha mấy chị ơi. Quần này là dạng quần ống rộng có lót hai lớp đàng hoàng luôn, nhưng mà lưng này thì lưng không có thun nên là không có độ co giãn giùm em. Dây kéo bên hông nha mấy chị. Dạ rồi, tiếp tục một cái mã quần màu xanh nhạt nha mấy chị ơi. Chất liệu vẫn là vải bò giùm em nha. Mã này thì nó sẽ có lót hai lớp cho mình ha. Lưng của nó là lưng vừa là vải mà phía sau nó không có thun, nhưng mà thun em thấy đoạn ngắn, em sẽ đo cho mình nha. Có dây kéo phía sau nha mấy chị. Eo 62-70, mã 9600, 60 ngàn. Dạ rồi, tiếp tục là một cái mã quần ống rộng nha mấy chị ơi, có lót hai lớp ha. Chất vải này về mấy chị ủi thẳng thớm lại giùm em. Lưng là lưng vải, không có độ co giãn nhiều nha mấy chị, nó không giãn luôn á, nên là mọi người lưu ý ha. Có một cái dây kéo bên hông nha mấy chị. Eo 70-72, mã quần hồng cam, 60 ngàn. Dạ rồi, tiếp tục cho mình là một cái mã quần màu caro nha mấy chị ơi, màu xám caro ha. Dạng này là dạng quần ống rộng mà quần lở mấy chị ơi, form rất là đẹp luôn. Lưng của nó vẫn là vải, không có độ co giãn nhiều giùm em nha. Eo 80-82, mã váy caro, 60 ngàn. Dạ rồi, tiếp tục là một cái mã quần màu đen nhưng mà nó sẽ nền hoa giống chị ơi, dạng quần lửng nha. Mã này thì nó sẽ đi hoa nhí toàn bộ phần quần luôn. Lưng vẫn là lưng vải, không có độ co giãn nhiều ha. Eo 64-66, mã 9610.
40.000. Rồi một cái mã quần kaki nha. Ồ không, cái quần này là quần xám, chất liệu của nó sẽ là vừa von, nó vừa lie, dày dặn giùm em chút xíu nha mấy chị ơi. Lưng của nó là lưng không có co giãn, nó là lưng vải ha mấy chị lưu ý giùm em. Eo 74-76, mã 95-91, 60.000. Dạ rồi một cái mã chân váy ôm hồng nha mấy chị ơi. Quần này chân váy này thì dạng lưng vải, không có độ co giãn nhiều ha. Có dây kép bên hông giùm em. Cái mã này thì cái quần ở cái dây kép sau lưng giùm em. Mã này thì nó dạng chân váy ôm, nó sẽ khoe cái dáng của mình nhiều hơn nha mấy chị. Eo 72-74, mã váy hồng 60.000. Bên em là 60.000 tính 90.000 một cái. Nếu mà mấy chị mua 3 cái tính chẳng cho mình luôn là 150.000, rất là đẹp giùm em nha. Dạ rồi, thêm phí ship nữa là 30.000. Một cái mã chân váy có lót quần nha mấy chị ơi. Chân váy này thì cái vải của nó sẽ có độ co giãn nhẹ nhưng mà không nhiều. Có hai túi hai bên cho mình. Lưng của nó là lưng vải, không có độ co giãn nha. Cái này là dạng quần giả váy mấy chị ơi, cái dạng quần lở ống rộng á, rất là đẹp ha. Em 68-70, mã 95-99, 60.000. Dạ rồi em lên thêm cho mình một cái mã chân váy đen nha mấy chị ơi. Vậy là quần váy với mấy chị, quần ống rộng ha, có lót hai lớp đàng hoàng giùm em luôn. Mã này thì nó sẽ có dây kéo bên hông và hai cái nút cho mình ha, rất là dày dặn, rất là đẹp nha mấy chị. Eo 70-72, mã 95-89, 60.000. Dạ rồi một cái mã quần lửng xanh đen nha mấy chị ơi. Nó sẽ có kẻ sọc trắng nhưng mà sọc nhỏ giùm em, có hai túi cho mình luôn. Lưng của nó là sẽ không có độ co giãn nhiều nha mấy chị ơi, là nó là dạng lưng vải ha. Eo 64-70, mã 95-76, mã 95-78, 60.000. Mã 95-78, 60.000 nha mấy chị ơi. Rồi qua tiếp cho em một cái mã quần váy nha mấy chị ơi. Nhưng mà cái quần này phông nhỏ và lưng của nó không có độ co giãn nhiều nha mấy chị lưu ý. Hồi em sẽ đo và báo cho mình chính xác số bao đo vòng eo. Riêng cái này có dây kéo bên hông giùm em nha. Eo 62-65, mã 1-4-3-2, 60.000. Dạ rồi một cái mã quần chất len, một cái mã quần denim form này là form quần váy nha mấy chị ơi. Nhưng mà cái này thì cái mã của nó hơi nhỏ, form hơi nhỏ nên là mọi người lưu ý, dù là lưng thun nhưng mà nó form nhỏ, không có độ co giãn nhiều nha mấy chị. Có hai túi hai bên cho mình luôn nha. Eo 64-70, mã 1-4-5-9, 60.000. Dạ rồi tiếp tục một cái mã quần ống rộng hoa nhí nha mấy chị ơi. Quần này nó sẽ đi hoa toàn bộ phần quần của mình luôn ha. Lưng của nó sẽ là lưng thun, có độ co giãn thoải mái cho mình luôn, nên là mình mặc mã này cực kỳ ok ha mấy chị ha. Dễ dàng phối đồ nữa. Eo 72-75, mã 1-4-5-3, 60.000. Tiếp theo là một cái mã chân váy đen nha mấy chị ơi. Mã này nó sẽ có quần bên trong cho mình luôn nên mình yên tâm. Nó dạng như chân váy đuôi cá vậy đó mấy chị ơi. Lưng của nó không có thun, không có độ co giãn nhiều ha. Vẫn là dây kéo bên hông giùm em nha. Eo 74-76, mã 1-4-5-0, 60.000. Dạ đây là một cái mã quần kaki nha mấy chị ơi, mà xanh rêu. Cái phần lưng của nó không có co giãn nhưng mà bẻ lưng cao, mình đóng thùng cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi phần lưng của nó sẽ có đan dây nữa. Nói chung là cái bản lưng của nó là thun nhưng mà em thấy thun của nó dạng như cái phần quần nó nhỏ rồi, nó không có độ co giãn nhiều nên là em vẫn đo và báo cho mình số eo nha. Eo 60-70, mã 1-4-4-9, 60.000. Dạ rồi thêm cho em là một cái mã quần mã chân váy nha mấy chị ơi. Cái màu này em có tới 3 cỡ lận là tương đương với SML ha. Đây là cái mã quần mã chân váy rộng rãi, nói chung là dành cho mấy chị tầm khoảng 80kg mấy chị ơi, tại vì cái lưng của nó rất là rộng thoải mái giùm em ha. Mã 1-4-4-3, 60.000.
Dạ rồi, một cái màu quần như là nó luôn, nhưng mà cái size nó sẽ nhỏ hơn. Hồi đầu clip em có lên một cái quần một 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 cái mã cũng như vậy, nhưng mà size nó dạng như nó nhỏ lắm mấy chị ơi. Cái này là size trung ha. Rồi nói chung mã này rất là dễ thương, rất là đẹp luôn giùm em nha. Dạ rồi, lên cho em một cái mã quần lửng nha mấy chị ơi. Mã quần này là mã quần ren ha. Mã này thì cái lưng của nó sẽ có khối thun, nó sẽ có độ co giãn thoải mái cho mình nha mấy chị. Mã này thì có túi không em? Chị hay có túi gì? Mã này là không túi nha mấy chị ơi. Nó có ren ở ngoài nên là bên trong nó có lót hai lớp cho mình, nên là bộ rất là thoải mái nha mấy chị. Eo 70 đến 80. Mã 1416 90.000. Dạ rồi, qua cho em là một cái mã quần lửng nha mấy chị ơi. Mã này thì màu là màu hồng cam. Chất liệu vải nó sẽ hơi nhăn á, và mình ủi thẳng thớm lại mình bận như mới luôn nha mấy chị ơi. Mã này thì phía sau lưng của nó sẽ có thun, nó có độ co giãn thoải mái cho mình, và nó tặng kèm cho mình một cái dây để mình thắt nơ á, rất là dễ thương luôn ha mấy chị. Mã 1419 90.000. Dạ rồi, em qua tiếp cho mình là một cái mã quần lửng nha mấy chị ơi. Mã này thì nó sẽ đi họa tiết toàn bộ phần quần cho mình luôn. Và lưng của cái mã này không có thun nên là không có độ co giãn ha. Vẫn là dây kéo bên hông giùm em nha. Em 66 68, mã 1408 60. Mã 1408 90.000. Dạ đây, một cái mã quần lửng caro nha mấy chị ơi. Mã này thì nó sẽ dạng như vải của nó là vải nhăn á, về mình ủi thẳng thớm lại bận rất là đẹp luôn giùm em nha. Lưng của nó sẽ là lưng thun, nhưng mà em thấy nó không có co giãn nhiều, nó chỉ có một đoạn thun hai bên cho mình thôi ha. Và mã này thì nó có túi cho mình luôn nha. Eo 64 đến 70. Mã 1417 90.000. Giá bên em á là một cái là giá như là mẫu em báo luôn, nhưng mà ba cái thì dù 60, 90 hay bất kỳ giá nào đều là combo ba cái 150 nha mấy chị ơi. Rồi lên cho em một cái mã chân váy nha mấy chị. Chân váy này thì nó sẽ có lót hai lớp cho mình và có cả túi nữa. Dây kéo thì bên hông giùm em nha. Mã này thì chất vải của nó không có độ co giãn nhiều nha mấy chị. Không có giãn luôn nên là mọi người lưu ý giùm em. Mặc dù sau lưng của nó là có thun á nên là nó, nhưng mà em nghĩ là nói chung là nó không có giãn, nhưng bên em vẫn báo số eo cho mình nha. Eo 64 đến 70. Mã 1430 90.000. Dạ rồi, một cái mã quần lửng chất denim giùm em nha mấy chị ơi. Mã này thì lưng thun có dây rút ha. Có hai túi hai bên và không có túi phía sau giùm em. Chất liệu vải của nó sẽ nhăn á, về mình mã này thì mình ủi lại giùm em nha mấy chị. Mã 1400 90.000. Dạ rồi, em qua cho mình một cái mã chân váy đen nha mấy chị ơi. Mã này thì nó sẽ có hai túi hai bên cho mình ha. Dạ, lưng của nó là lưng vải knit not, là sau lưng của nó vẫn có cái thun. Dạ rồi. Eo 70 đến 75. Mã 1402 90.000. Dạ rồi, một cái mã quần lửng màu đen nha mấy chị ơi. Mã này thì nó sẽ dài tầm khoảng đầu gối cho mình ha. Lưng của nó là lưng vải, không có độ co giãn nha mấy chị. Có hai túi hai bên. Mã này thì chất vải của nó là vải tuyết mưa, nên là nó mặc lên mà cực kỳ thoải mái luôn ha mấy chị. Nó như mã quần tây vậy đó. Eo 62 đến 64. Mã 1415 90.000. Dạ rồi, một cái quần lửng hoa mấy chị ơi. Nó sẽ đi hoa nhí toàn bộ phần quần cho mình luôn. Lưng của nó phía sau là sẽ có khối thun, nó sẽ có độ co giãn thoải mái cho mình. Nhưng mà cái quần này á, em lưu ý cho mình là nó dạng quần lửng ống rộng, nên là mình lưu ý giùm em là mã này là mã quần ống rộng, nên là mình có thể phối những cái mẫu áo kiểu cũng rất là dễ thương ha mấy chị. Mã 1414 90.000. Dạ rồi, một cái mã quần màu xanh cobalt, giống vậy nó dạng màu xanh đậm ha. Lưng của nó là lưng có khối thun, nó sẽ có độ co giãn ok cho mình. Có hai cái túi hai bên cho mình luôn ha. Màu xanh trơn này mình có thể phối những cái màu áo trơn áo trắng cũng rất là dễ thương nha mấy chị. Mã 1415
18 90 ngàn. Tiếp tục là một cái mẫu quần hoa nha mấy chị ơi, nó là nền màu xám, nó sẽ đi hoa, nó sẽ đi họa tiết hình toàn bộ phần quần cho mình luôn. Cái này thì nó sẽ có lưng thun, nó sẽ có độ co giãn thoải mái cho mình và có cả dây rút luôn á, nên là mấy chị thích thì mình tự điều chỉnh theo cái cỡ vòng eo của mình nha. Mã 1398 90 ngàn. Ví dụ mấy chị mua 3 cái 90 thì nó cũng là 270 rồi đúng không? Rồi, nên mà em tính combo chung cho mình luôn là 150 ngàn ha. Rất là rẻ luôn giùm em. Rồi. 93 nhiêu? Dạ rồi, em qua cho mình một cái mã quần kem giúp chị ơi. Mã này thì dạng như cái vải của nó là vải vân, rất là đẹp luôn giùm em nha. Rồi lưng của nó là lưng vải, không có độ co giãn ha mấy chị ơi. Nó vẫn là lót hai lớp nha mấy chị yên tâm nha. Eo 70 đến 72, mã 1399 90 ngàn. Dạ rồi, một cái mã quần ống rộng giùm em màu xám nha mấy chị ơi. Mã này thì lưng của nó là lưng vải, không có độ co giãn giùm em nha. Tất cả các mẫu quần bên em đều là hàng C đến từ thương hiệu nước ngoài, nên là không phải hàng Việt Nam mà là hàng Việt Nam xuất khẩu, vì đó mọi người yên tâm nha. Eo 62 đến 64. Mã 1422 90 ngàn. Dạ rồi, một cái mã quần mà này là màu ghi giùm em ấy mấy chị ơi. Lưng phía sau của nó sẽ có thun á, nó sẽ có độ co giãn thoải mái cho mình ha, và bản lưng cao, nên là nó rất hợp cho những cái mẫu quần mà mấy chị đóng thùng, phối áo thun cũng đẹp, sơ mi cũng đẹp giùm em nha. Mã 1412 90 ngàn. Dạ rồi, một cái mã quần lửng màu xám nha mấy chị ơi. Em báo luôn nha, cái mã này nó bị hư nút á mấy chị, nó bị đứt nút á, nên là em báo trước cho mình luôn ha. Những cái mã quần bị đứt nút về mấy chị thông cảm là mình và mình thay nút một cái hình như tầm khoảng vài ngàn á, không có đẹp, không có tốn bao nhiêu đâu nha mấy chị. Eo 68 70, mã 1403 90 ngàn. Dạ rồi, một cái mã chân vạch, một cái mã quần lửng màu xanh đen nha mấy chị ơi. Mã này thì nó sẽ không có độ co giãn nhiều ha, chắc vải của nó là vải tiết mưa, nó tương tự như cái vải quần tây vậy đó mấy chị ơi. Mã này thì nó có hai túi hai bên cho mình luôn nha. Eo 62 đến 64, mã 1404 90 ngàn. Dạ đây, một cái mã quần họa tiết toàn bộ cái phần quần cho mình luôn ha. Mã này thì nó sẽ là lưng thun nhưng mà nó có dây rút cho mình luôn, nên là mấy chị có thể tự do điều chỉnh cái kích cỡ tùy theo cái vòng eo của mình nha mấy chị. Mã 1401 90 ngàn. Dạ rồi, thêm một cái mã quần giùm em, mã chân váy quần giùm em nha. Mã này chân váy nó có lót quần bên trong luôn đó mấy chị yên tâm. Và mình ủi thẳng thớm lại bọn rất là đẹp giùm em ha. Lưng của nó là lưng vải, không có thun nên là không có độ co giãn nha mấy chị. Eo 72 đến 74. Mã 1425 90 ngàn. Dạ rồi, thêm một cái mã quần bò màu nâu bò nha mấy chị ơi. Mã này thì nó sẽ là dạng quần ống rộng ha. Đặc biệt mã này nó có một cái dây nịt cho mình rất là đẹp luôn, tại dây nịt nó tặng thêm cho mình ha. Có hai túi hai bên giùm em nha. Eo 60 đến 62, mã 1392 90 ngàn. Dạ rồi, đây là một cái mã quần màu nâu tay nha mấy chị ơi. Mã này thì lưng của nó là lưng vải, dạng quần lửng á mấy chị, cái phông quần ống rộng á, nên là mấy chị mặc thì giống như là nhìn nó tương tự váy vậy đó, nhưng mà thật ra nó là quần giùm em nha. Lưng của nó là lưng không có độ co giãn giống chị. Eo 72 đến 74, mã 1396 90 ngàn. Dạ rồi, em lên tiếp cho mình một cái mã quần lửng màu xám nhạt nha mấy chị ơi. Mã này thì cái nút của nó rất là đẹp, nút của nó là có mã vàng cho mình luôn, rất là xinh ha. Dạ, mã này thì nó sẽ là lưng vải, nó có hai cái đoạn phối thun nhỏ hai bên hông á, nhưng mà nó không có co, nó không có độ co giãn nhiều, nên là mọi người lưu ý giùm em nha. Eo 72 đến 80, mã 1420 90 ngàn. Dạ đây, tiếp tục một cái mã quần denim nha mấy chị ơi. Mã này thì nó đằng sau của nó sẽ là lưng thun toàn bộ thun hết, phía trước của nó sẽ có nơ cho mình, nên là nhìn
Nói chung chất vải này nó không có độ co giãn nhiều, nhưng mà mình mặc lên nó không có bị kích quá là mình khó chịu ha mấy chị. Dạ đây là một cái mẫu quần lũng kaki nha mấy chị ơi. Màu này là màu nâu bò dùm em. Quần kaki thì chất vải của nó là đương nhiên nó sẽ nhăn rồi, nên là về mình ủi lại vẫn rất là đẹp dùm em ha. Mã này thì lưng của nó không có độ co giãn nhiều, và một nó có dây kéo và hai cái nút bên hông dùm em nha. Em 64 đến 66, mã 1413, 90 ngàn. Dạ đây qua một cái mảo quần màu xanh đen dùm em nha. Chất vải nó là vải tuyết mua, nó có lót hai lớp cho mình luôn. Lưng của nó thì lưng vải không có độ co giãn nha mấy chị. Này chân váy à nhỉ? À cái này là dạng chân váy mà có lót quần bên trong ha mấy chị ơi. Rất là đẹp dùm em nha. Chân váy thì tầm khoảng đầu gối của mình á. Em 68 đến 70. Mã 1427, 90 ngàn. Dạ rồi, đây là một cái mã. Ủa nó bị lợp lắm bởi đây vậy? Dạ đây là một cái mã chân váy nha mấy chị ơi. Mã này thì đằng sau lưng của nó sẽ có thun, nó sẽ có độ co giãn cho mình ha. À, rồi cái này thì dạng nó như là quần ống rộng, mà cái tà của nó là đắp chéo một bên nha mấy chị đó. Rất là đẹp dùm em nha. Nó là dạng quần ống rộng, màu này là màu xanh đen dùm em nha. Cái form quần lửng của nó sẽ dài tầm khoảng đầu gối của mình nha mấy chị. Em 66 đến 75, mã 1406, 90 ngàn. Dạ rồi, qua cho em một cái mảo quần ống rộng. Cái form quần vẫn là quần lửng nha mấy chị ơi. Cái chất liệu quần á, tính chất của nó là sẽ nhăn. Giờ mình ủi thẳng khóm lại giùm em ha. Lưng của nó là lưng vải không có độ co giãn giùm em nha mấy chị. Dây kéo thì bên hông nha. Eo 70 đến 72, mã 1405, 90 ngàn. Dạ rồi, một cái mã quần lửng màu xám nha mấy chị ơi. Quần này thì cái lưng của nó, mã này thì cái lưng của nó sẽ có phối thun, nên là nhưng mà có đoạn thun ngắn thôi, không có phải là thun toàn bộ, nên là nó không có độ co giãn nhiều nha mấy chị ơi. Vải quần có hai lớp dày dặn đàng hoàng giùm em ha. Tất cả các mẫu quần bên em nó đều là hàng si đến từ nước ngoài chứ không phải hàng si Việt Nam, nên là mấy chị yên tâm là cho dù đã qua sử dụng rồi, chất loại vải của nó cũng rất là mới và rất là bền ha mấy chị. Eo 70-75, mã 1393, 90 ngàn. Dạ rồi, thêm một cái mẫu quần lửng caro, màu xám caro ha mấy chị ơi. Mã này thì nó sẽ có khối thun cho mình luôn, nhưng mà nó không có độ mã này thì nó không có lưng, không có độ co giãn và không có thun luôn nha mấy chị ơi. Nhưng mà cái lưng của nó rất là rộng rãi. Form quần này em ước chừng số ký thì khoảng 70-75 kg lần đó mấy chị ơi. Em 88 đến 90. Mã 1394, 90 ngàn. Dạ rồi, một cái mã quần màu xanh nhạt ha mấy chị ơi. Mã này thì cái quần của nó vẫn là ống lửng, vẫn là tầm khoảng đầu gối của mình ha. Lưng có phối thun giùm em nha. Mã 1395, 90 ngàn. Rồi em lên cho mình một cái mã quần cuối cùng nha mấy chị ơi. Quần này thì nó sẽ là dạng gài nút, nút gài giùm em nha.